Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp tục quay trở lại với các bạn trong video hôm nay của mình. Thì ở hôm video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với những hướng dẫn hay khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone và một cái tính năng mình nghĩ là cũng khá là cần thiết mà các bạn không nên bỏ qua đối với những bạn nào mà đang sử dụng iPhone, đó là tính năng tập trung. Đó, tính năng này thì nó có rất nhiều những cái hay mà có thể là nhiều bạn chưa khám phá ra. Thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn hướng dẫn và sử dụng cái tính năng này một cách cực kỳ hiệu quả và chi tiết nhé. Rồi thì để mà sử dụng cái chế độ tập trung cũng như là tính năng tập trung ở trên iPhone thì các bạn vào cho mình một là cài đặt chung của máy nhé. Đầu tiên là các bạn vào một cài đặt chung của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống ở cái phần là tập trung ở đây này, nó ở ngay phía dưới phần âm thanh và cảm ứng nhé. Các bạn sẽ chọn ở phần tập trung. Rồi thì ở tại đây nó sẽ có các mục như sau. Đầu tiên là không làm phiền, thì mặc định khi các bạn bật cái chế độ không làm phiền này lên, nó sẽ tắt tất cả những cái thông báo từ cuộc gọi cũng như là từ ứng dụng. Đó, tiếp theo là mục cá nhân, làm việc và ngủ. Thì ở đây thì các bạn nó sẽ cho sẵn các bạn, còn các bạn nếu muốn thêm thì các bạn có thể chọn dấu cộng này. Đấy, hoặc là các bạn chọn thêm các cái chế độ ví dụ như ra ngoài này, chơi game này hoặc là đi làm này. Đấy. Mục bên dưới là cái mục là chia sẻ trên các thiết bị. Thì khi mà các bạn bật cái phần này lên thì tất cả những cái thiết bị mà các bạn đăng nhập cùng một cái tài khoản là iCloud thì nó sẽ thiết lập giống nhau nhé. Đấy, còn ở phía dưới là trạng thái tập trung thì các bạn bật hoặc tắt thôi. Bình thường ấy, nó sẽ có các cái mục không làm phiền, cá nhân, làm việc và ngủ này. Thì nó là mặc định của cái phần chế độ không tập trung này. Thì để mà các bạn cài đặt theo ý riêng của các bạn, ví dụ như là ngủ này, đi làm này hoặc là đi chơi. Đấy, thì các bạn có thể xóa những cái này đi. Các bạn chọn vào xóa hết đi. Đấy, các bạn chọn xóa hết đi. Xóa chế độ không tập trung đi nhé. Đấy, xóa làm việc này. Đấy, các bạn xóa đi, các bạn cài đặt lại từ đầu. Đấy, ngủ này. Đấy, các bạn cũng có thể xóa đi. Hoặc các bạn có làm lại cái mới, mình sẽ hướng dẫn. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phần không làm phiền này, như mình đã nói rồi là mặc định là tắt hết tất cả những cái thông báo cuộc gọi, kể cả ứng dụng và cuộc gọi. Thì để thêm những cái riêng tư cài đặt riêng khác ấy, thì các bạn chọn cho mình vào cái dấu cộng ở trên này nhá. Rồi mình ví dụ như mình chọn là chế độ là làm việc chẳng hạn. Đấy, ok này. Đấy, thì làm việc này, tiếp theo này mình sẽ chọn cái chế độ là chơi trò chơi này. Đấy, ok này, tùy chỉnh trong chế độ này. Đấy, tiếp theo này mình thêm một cái nữa, đó là cái chế độ ngủ này. Đấy, ngủ này. Ok, rồi các bạn sẽ quay trở lại ra là trò chơi này, làm việc này, ngủ này. Đấy, có thời gian chơi, làm việc và ngủ. Ví dụ cái mục đầu tiên là cái mục là chơi trò chơi chẳng hạn, mình sẽ chọn vào. Thì ở đây mặc định nó sẽ tắt tiếng hết cả người gọi đến, cuộc gọi đến và các cái ứng dụng. Thì khi mà các bạn chơi trò chơi ấy, thì các bạn muốn ai có thể chỉ cho phép ai gọi đến thì các bạn có thể chọn vào thêm này. Đấy, cho phép thông báo từ này, các bạn chọn thêm cái người trong danh bạ nhé. Ví dụ mình chọn người này chẳng hạn. Thì đấy, trong cái chế độ trò chơi ấy, thì chỉ có người này mới có thể gọi đến được cho các bạn nhé. Các bạn chọn tiếp này. Đấy. Và trong cái mục là ở các cái mục mọi người chỉ được phép, các bạn chọn mục nào thì các bạn sẽ, bình thường các bạn lưu ở trong danh bạ đúng không, thì các bạn chọn trong danh bạ cho mình nhé. Các bạn chọn xong này, tiếp tục ứng dụng này. Thì trong cái khi mà các bạn chơi trò chơi, các bạn có muốn ứng dụng nào thông báo không, nếu mà không muốn thì các bạn để nguyên, còn muốn thông báo thì các bạn sẽ chọn cho phép này, từ thông báo là từ Facebook này hoặc là Messenger này, xong này. Đấy, còn những cái ứng dụng khác các bạn không cho phép nhé. Rồi quay trở ra chế độ làm việc cũng thế. Chế độ làm việc thì khi mà các bạn làm việc ấy, thì các bạn có muốn ai gọi không, nếu mà không muốn thì các bạn để nguyên, còn nếu muốn thì các bạn có thể thêm vào nhé. Đấy, còn không muốn thì mình sẽ chọn là không cho phép ai. Còn ứng dụng ấy, khi mà các bạn cũng tương tự như cái mục là chơi trò chơi thôi. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình là ứng dụng nào được thông báo đến. Ví dụ như các bạn hay làm việc bằng Zalo chẳng hạn thì các bạn có thể thêm cái ứng dụng là Zalo vào nhé. Đây Zalo này, xong này. Đấy, các bạn chọn xong nhá. Rồi tiếp tục vào cái chế độ ngoài chế độ làm việc này ra ấy, thì các bạn có thể kéo xuống nhá, trong cái mục là thêm lịch trình này. Đấy, thêm lịch trình này thì các bạn có thể cài đặt thời gian nhá, thời gian nó bắt đầu cái chế độ làm việc này, hoặc là vị trí này, hoặc là ứng dụng khi được mở này. Đấy, các bạn có thể chọn vào nhá. Tiếp tục là cái chế độ ngủ này thì các bạn cũng tương tự, ngủ thì các bạn muốn ai gọi trong cái thời gian các bạn ngủ ấy, các bạn cũng muốn một người nào đó gọi đến, chỉ có người này gọi đến thôi thì các bạn chọn vào nhá. Và ứng dụng thì các bạn chọn cho phép hay không thì các bạn có thể đặt nhá, rất là hay. Đấy. Và khi mà các bạn chọn cái chế độ tập trung này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái phần là không làm phiền này, trò chơi, làm việc và ngủ này. Đấy, các bạn có thể chọn một trong bốn nhá. Đấy, ok. Và bây giờ các bạn nếu mà muốn bật lên ý, thì các bạn có thể chọn cái phần là không tập trung này. Đấy, nó sẽ hiển thị ra bốn cái phần, ví dụ như không làm phiền, làm việc và ngủ. Ví dụ như các bạn đang
làm việc các bạn sẽ chọn vào làm việc bật. Đấy, vậy là xong. Ok chưa? Đấy. Các bạn nhìn chưa? Làm việc bật nhá. Vậy là khi mà các bạn bật cái chế độ này thì những cái thông báo nó sẽ kèm theo cái chế độ mà các bạn cài đặt ở trong cái mục là làm việc. Vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn nhanh cái tính năng không tập trung ở trên điện thoại iPhone. Hy vọng qua cái hướng dẫn này của mình, các bạn đã hiểu thêm về tính năng không tập trung và sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Và nếu các bạn thấy hướng dẫn của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like và bình luận dưới phần video và chia sẻ cho nhiều người chưa biết tính năng này nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận video, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình nhé.